Hello các bác. Và một lần nữa em quay cho các bác chiêm ngưỡng cái bát tưới một sào. Một mình nó có thể tưới cho một sào luôn. Một vài bác có ý kiến là nói cái bát tưới này nó không đều nước, nó phân phối nước không đều, nhưng mà theo em thấy nó cũng đều đấy chứ. Không đều nước là do gió quá thôi. Lúc nó ngược gió kìa, đó, nó đẩy ngược gió đó các bác xem kìa. Chắc phải hạ ga bớt. Tới đây không đấy. Ôi. Thật là đã. Cái nước mà nó rơi xuống dưới bồn cả là giống như mưa. Rơi xuống đất giống như mưa á. À, từng hạt mưa rơi ấy. Còn cái bát nhỏ kia nó tưới là cái hạt nước nó rớt xuống rất là to. Rơi lụp đụp. Hôm trước em làm cái video kia là em tưới bằng cái bơm một pha, bơm 2,5 kg. Đẩy lên một cái dốc rất là cao mà nó vẫn quay được, mà nó không phóng xa bằng khi dùng máy nổ thôi. Bơm một pha chơi vẫn được. Đã quá. Bát tưới này là gọi là bát tưới một sào, là một mình ảnh là anh chơi được một sào. Khá là đã đó. Cũng hơi phí nước bởi vì nó tưới cái vùng đất này, cà phê này hơi hẹp so với công suất của nó này. Tưới đâu ra thuốc ngoài kia. Thôi, em tạm biệt các bác rồi nha. Em đi về đây.